Cục Xúc tiến Thương mại vừa phối hợp với Thương vụ, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội tổ chức hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2015, Made in Thái Lan Outlet 2015. Đến nay, triển lãm bán lẻ hàng Thái Lan đã được tổ chức 6 năm tại Hà Nội và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng. Điều này phản ánh nhu cầu gia tăng của thị trường Việt Nam đối với các sản phẩm chất lượng cao đến từ Thái Lan. Các sản phẩm chất lượng cao và thương hiệu nổi tiếng trưng bày tại hội chợ bao gồm thực phẩm và đồ uống, hàng gia dụng, dệt may, trang sức, thiết bị điện, linh kiện ô tô, xe đạp và phụ tùng. Sản phẩm được trưng bày đa dạng trên 120 gian hàng của 100 doanh nghiệp xuất nhập khẩu Thái Lan.